Bây giờ dùng máu kích hoạt nha. Có lẽ vẫn kịp cứu Diệp Khanh. Chờ một lát. Hắn vừa dặn ta, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bảo ta trông kỹ ngươi, không được để ngươi kích động, chờ hắn quay về. Nhưng ngươi không tin hắn. Được, ta biết rồi. Tuy đã dùng Cơ Minh Nguyệt dẫn dụ Diệp Ninh, đẩy hắn vào bí cảnh, nhưng hắn thực sự là người ngoài cuộc, có thể phá giải bí cảnh được ghi chép trong cổ ngọc kia sao? Thật đáng cười, mình vậy mà lại bắt đầu thấy lo cho hắn rồi. Phá bí cảnh thì cũng thôi đi, nhưng nếu hắn cũng chết trong bí cảnh cũng không hẳn là chuyện xấu. Phát hiện ra hành vi tự sát của ký chủ, đánh giá lần này không đau không ngứa, thưởng 200 điểm cho khí vận Dương Triều Đại Chu. Dương Triều Đại Chu, Dương Triều địa giai, 12.834/500.000. Hệ thống đánh giá hành vi giải chết là không đau không ngứa, xem ra khí xung quanh đây cũng không gây hại được đến mình. Những hình ảnh xung quanh hình như là khung cảnh của trận đại chiến giữa Thiên Đế và đội quân Ma Đế Phương Thanh Tuyết nói. Xem ra đây chính là cổ chiến trường cổ năm đó rồi. Đây là gì? Ngươi là kẻ nào? Chứng giám diện giám sát Đại Chu Diệp Ninh. Đại Chu không hề có người này. Phán định là kẻ địch. Kích xác. Tuy ta rất muốn chết, nhưng không dễ gì mới đến được bí cảnh diễn cổ liên quan đến Đại Chu. Có thể cho ta chút thời gian khám phá không? Mạnh quá. Mình đúng là bị điên mà. Lúc bình thường muốn chết đến phát điên, đến lúc có thể chết lại muốn dùng giấy. Kiểm tra thay ký chủ suýt bị giết chết, đánh giá lần này tự mình cứu mình. Thưởng 5.000 điểm khí vận cho Dương Triều Đại Chu. Dương Triều Đại Chu, Dương Triều địa giai, 17.834/500.000. Bình thường cực kỳ muốn chết, chắc chắn chưa nghiên cứu phương pháp tấn công. Đúng là lúc cần dùng thì không có mà. Cũng đừng nói là ta ức hiếp ngươi. Đây là chiêu thức duy nhất ta lấy ra được đó nha. Lên. Thao tác đa tuyến quả nhiên tốn sức, thảo nào Tô Đại Cường không dám dùng cùng lúc 4 cái. Ngũ hành hợp nhất khởi động. Lại là chuyện gì đây? Không phải chứ, còn gọi người tới giúp đỡ. Bốn đến năm hơi khó xử lý đây. Không hay, đây là định ra đại chiêu sao? Xin lỗi, ta không có thời gian chờ ngươi chuẩn bị. Của lực lượng này mạnh quá. Xem ra lần này phải chết thật rồi. Tiếc là vẫn chưa khám phá xong bí cảnh. Ta đột nhiên có dự cảm không hay. Diệp Khanh sẽ không có chuyện gì chứ? Có người tới. Khá lắm, bốn tọa đã che giấu khí tức vậy mà lại bị ngươi phát hiện ra. Hoàng đế nhân loại vậy mà cũng ở đây. Đúng là niềm vui bất ngờ mà. Bùi tông chủ, ngươi đừng qua đó. Ả không phải là Bùi Vũ Hàm. Nam Cung, ngươi cố gắng lên. Không ngờ lại đỡ đau giúp nhân loại. Phí hoài một thân tu vi, đáng tiếc là đồ ngu. Ta thấy thương ngươi thiệt nha. Chẳng trách trong ý thức của Ả trừ Diệp Ninh,
Người thứ hai, ả để ý là ngươi. Ngươi là ai? Vì sao? Vì sao? Màu sắc đồng tử thay đổi rồi, quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Tuy vẫn là khuôn mặt khiến người ta phát ghét, nhưng khí tức trên người ngươi so với nàng càng khiến người ta buồn nôn. Ta biết ngươi, một con côn trùng đáng thương, sao? Dám giơ kiếm với chủ nhân hả? Cút đi! Trưởng pháp này không nhốt được ả, dùng ngọc truyền tống đưa hắn đi đi. Nhưng ngươi thì sao? Đừng nhầm lẫn, ta không phải là vì các ngươi đâu. Bí cảnh này có thứ dùng thế nào ta cũng phải có được. Trước khi Diệp Ninh phá giải thành công, ta sẽ không để ai tiến vào. Phương chân nhân, dù là lý do gì, vẫn là cảm ơn ngươi bảo trọng nha. Sư phụ từng nói, chỉ khi chém đứt tất cả tình cảm mới có cơ hội đạp lên con đường tu tiên chân chính. Bây giờ xem ra, có lẽ ta vẫn không có giác ngộ thành tiên. Trong bí cảnh. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.